Chú sếp ơi, Kathy unboxed a trash bin. We got a new trash can to keep all of your waste. I mean the dirty diaper. Because it doesn't smell good in the garage anymore. We need something to have a lid on it. Mùi thùng rác đựng chải dơ của con nè sếp ơi. Con tè bây giờ nó hôi lắm rồi. Phải mua cái thùng rác có cái nắp đậy lại nha. Để chờ mommy giặt thì mình phải bỏ tải vô cho chị chồng nha. So one for the kitchen and one for the garage, laundry room. This is the one, the kitchen. Đây là cái thùng rác này. It's sensor. So we wave hand, it can open. But we need to plug it in first. Sếp ơi, thùng rác đó sếp. Sếp ơi, thùng rác kìa. Để con không có dig into the trash bin in the kitchen anymore. Sometimes you come in the kitchen and then you just want to like take all the trash out. You want to discover what's in there. Con hay vô sếp con biết không? Sếp. Oops. con vô nhà bếp á, cái xong con lấy thùng rác á sếp. Con lật nó xuống rồi con lại đào hết bới hết rác trong cái thùng rác đó ra. Bây giờ phải mua cái thùng rác cái nắp đậy á sếp. Để không phải đào nữa, ok? So you cannot dig in the trash bin anymore with the lid. Trash bin. Ok. Mommy, now you're gonna enjoy the trash bin this time, ok? Bang, bang. We test that makes it a out. Fun noise, huh? Kiểm tra chất lượng của thùng hả sếp? Tốt không con? Tốt ha? Một việc ha? Ok. Bye bye.